Hôm nay bước sang ngày thứ 3 cuộc thi chỉ huy trưởng và chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố thuộc các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5. Các thí sinh tiếp tục đua tài ở nội dung Hội nghị Đảng ủy quân sự thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và thi bắn súng, thi điều lệnh cá nhân. Trực tiếp kiểm tra và chấm thi có đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu 5, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải. Với các tình huống đưa ra sát thực tế, điều kiện khu vực phòng thủ của địa phương, các đồng chí chỉ huy trưởng và chính trị viên các ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã chủ trì hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ. Dự thảo nghị quyết của Đảng ủy quân sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh yêu cầu chung để đạt được thành tích cao ở phần thi này thì việc phối hợp nhuần nhuyễn giữa chỉ huy trưởng, chính trị viên là yếu tố rất quan trọng. Qua cái nội hội thi này tôi thấy rằng là nó thực sự rất quan trọng. Tại vì tôi được tiếp thu những cái nội dung kiến thức mới, tôi sẽ vận dụng kiến thức này để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, giúp cho bà con ổn định về an ninh chính trị để phát triển kinh tế xã hội. Bộ Tư lệnh Quân khu tiến hành tổ chức hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trên cái địa bàn của quân khu. Mục đích là nhằm kiểm tra đánh giá thực chất công tác quân sự, quốc phòng đối với cái lực lượng vũ trang quân khu. Trên cơ sở hội thi, hội thao, các đồng chí chỉ huy trưởng, chính trị viên để kiểm tra lại cái trình độ, năng lực về công tác làm tham mưu, nắm chắc hệ thống văn bản vi phạm pháp luật để làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện cái nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian sắp đến. Nội dung bắn súng K54 bài 1, bài 1B diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, giúp các thí sinh có tầm nhìn tốt, dễ dàng thực hiện ngắm bắn. Từng thí sinh đã làm tốt công tác chuẩn bị, bình tĩnh tự tin thực hiện từng phát bắn với quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Qua loạt bắn đã có nhiều cá nhân đạt điểm số nổi bật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Qua tham dự hội thi năm nay thì nhìn chung là nhìn đối với các đồng chí đồng đội của các quận, huyện, xã, thành phố có nhiều cố gắng tích cực, chủ động dành thời gian ôn luyện ngoài giờ. Còn đối với cái đề thi mà của ban tổ chức đề ra thì đối với cá nhân cảm nhận thì nó cũng nằm ở kiến thức là đủ nhận thức, đủ tìm hiểu cũng như là đủ khả năng để mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cuộc thi năm nay. Để cuộc thi đạt được mục đích yêu cầu đề ra, ban tổ chức hội thi đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ các khâu. Thứ nhất, xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo, điều hành, quy chế hội thi sát đúng với từng đối tượng, chỉ đạo tổ chức cho các cơ quan đơn vị thuộc quyền bồi dưỡng cho cán bộ dự thi về lý luận, nghệ thuật quân sự, trình độ tham mưu tác chiến, sức khỏe, trình độ tổng hợp tham gia hội thi đạt kết quả cao nhất. Theo kế hoạch, vào ngày 31 tháng 7, ban tổ chức sẽ trao giải cho các đồng chí chỉ huy trưởng, chính trị viên đạt thành tích cao trong cuộc thi năm nay. Lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 tỉnh Bình Định. Kết quả cuộc thi là cơ sở để các cơ quan chức năng quân khu và địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức các đợt thi, đợt kiểm tra với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thiết thực nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì ở đầu mối đơn vị các cấp, góp phần thiết thực xây dựng quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.